vọng là với sự trợ giúp của anh Bương, anh Bương sẽ mang đến may mắn cho mình. Mình sẽ lên cá một tí cái cần này đây. Lên cá người sòng dưa các bạn ơi, đẹp quá, không đẹp quá. Bàn tay vàng trong làng cá mực ở Ninh Thuận nha mấy bạn. Yo. Mày. Wow, đèn vũ trường chớp quá trời đất. Quay đầu đấy. Đó. Lên cục chì trước rồi, lên cái thẻo. Thôi rồi. Đang ngang qua nhà máy nhiệt điện Bình Tân nè mấy bạn ơi, quá đẹp luôn các bạn ơi. Nhìn cái cảnh này gợi cho mình nhớ lại Giàn Khoan. Nhưng mà đẹp quá mấy bạn ơi. Được là ông cũng ghiền luôn. Đi hai chứ. Cái đó dễ ghiền. Dạ con khi nó về cái bữa nay thì xong rồi, bữa nay ra trường rồi mình cũng phải. Mà con người dễ về. Lên là sashimi cái bụng liền anh ha. Anh mua đồ xong hết rồi. Chỉ quyết định là kỳ này rồi mà phải là sashimi thôi. Có lười. Em mua đồ xong hết mà. Kết tiếp Bồ Tạt là cho xì dầu không biết nó dục đâu rồi đó ra. Ta không vậy đâu. Có em mua mà. Chính tay em đi mua đàng hoàng. Đây chỗ dựng cái vô ngay chỗ cái hồ nước bao nhiêu quan trọng, nước bao nhiêu sải, nước 20 mấy sải có, 30 mấy sải có, nước 10 mấy sải có, mấy sải cá cam nó không có đâu, nước 10 mấy sải có rồi đâu, nước nó phải nằm là 100 mét, 120 mét thì phải lớn, dựng phải lớn lên cách đảo lên phải 10 mấy lý luôn, nó nằm phải trong trên đảo á hay là ngoài trên đảo, ngoài trên đảo, trong trên đảo, ở đây xuống rồi trong trên đảo, ừ. Cách cỡ 20 lý. Vậy ngay hồn tướng đưa lên ha. Đây là cần thủ Phan Uy Viễn. Cầu thủ Phan Nguyễn chơi cái combo này nhìn phải rất là ấn tượng nha. Anh có thể giới thiệu qua sơ qua về cái combo này không anh Nguyễn? Đây là máy Osea Zigger F Custom 2001 ha. Wow, đây là một cái máy, đây là một trong những cái mẫu máy ngang bán chạy nhất của nhà Shimano nha mấy bạn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Màu đen nhám nha, dành cho ai phong thủy màu đen nhám nha. Đi với lại dây số máy anh? Đang đi lại BE4 Varivac. Wow, 300m BE4 ha, Varivac ha. 300m BE4. Rồi anh đi với lại cái cần nào anh? Đây là cây Oxy Zigger Infinity B617. Wow, sao nó nhẹ dữ anh ha. Combo quá tuyệt vời luôn, quá đẹp. Để lại cho anh. Chúc anh sẽ lên được những con thủy quái với cái combo BE4 này nha. Oh, thank you. Giống như là mình đã hứa với mấy bạn, hôm nay mình đã trở lại Vĩnh Thi rồi. Sau một tuần kể từ hôm tuần trước mình đã trở lại Vĩnh Thi. Và hôm nay thì mình đi chỉ có được có hai anh em thôi. Mình với lại anh Viễn đi trên cũng trên chiếc tàu của anh Tám. Đây. Thì hôm nay mình đi câu một cái điểm mới, nó cũng cách xa bờ. Hiện tại là chỗ này khoảng cỡ 15 lý cách chỗ cảng Mỹ Tân đó các bạn. Hy vọng là mình có thể lên được những cái em cá hàng khủng ha. Chỗ này mình nước sâu khoảng cỡ 60 mét. Và mình vẫn sử dụng cái cây cần đây đấy.
đây mình vẫn sẽ sử dụng cái cây cần này đây, với con mồi này đây, 100g màu trắng, lưỡi số 5 nha. Và mình đi với lại ly dây 1.5 Leader Varivas 40 pound, dây 1.5 nha các bạn. Máy Saragossa 6000 đời 2020. Và đi với lại cây cần oxy Sugar của Shimano. Ok, hy vọng là với cái bộ cần này, mình biết là dây 1.5 nó rất là mong manh, nhưng mà không sao, mình có kinh nghiệm để xử lý trong trường hợp nếu mà dính cá lo. Ok, hy vọng là bộ cần này nó sẽ đem lại may mắn cho mình, và mình sẽ tiếp tục lên những em cá ấn tượng để khoe với bạn trên YouTube nha. Bye bye. Anh Bư rất là dễ thương cho mấy bạn. Các bạn đi câu mà gặp anh Bư là coi như là khấu cá là chuyên nghiệp luôn, không có nhát thứ hai. Chúng ăn xong rồi con mực ha. Anh lên con mực bự bằng cái bắp đùi giùm em nha. À làm con mực lá con ký thử được. Để em sashimi nha. Ok không? Bắt tay cái rồi. Xua nha. Hứa đó. Anh lên con mực sao bự bằng cái bắp đùi. Làm con mực lá ký thử rồi, cái đồ là sashimi rồi. Coi cái ống nào á, lấy mưa tèm cá vô thả này này đó. Lá một ống cho ngang ngang nó đập. Các bạn thấy bự này sao? Bự. Hello mấy bạn ơi. Ok. Anh Bư này sao, anh Bư này vui tính nha, đi chơi là phải vui. Các bạn đi chơi cá câu được hay không được đó là cái duyên, nhưng mà gặp được những người anh em ở nơi phương xa như thế này mà người ta vui tính và nhiệt tình, rất là dễ chịu, thì coi như là mấy bạn có được cái sự may mắn rồi đó. Anh Bư là không có cũng vui. Anh Bư coi như là anh nuôi trên ghe này ha. Anh Bư là coi như anh nuôi và kim luôn là bàn tay vàng trong làng khấu cá. Khấu cá không có lần thứ hai. Một là lên cá, hai là coi như là khấu trúng sợi dây, đứt sợi dây luôn. Nó đúng rồi, bàn tay vàng trong làng khấu cá mà. À, mà cô bác ăn cơm. Hôm nay anh Bư bữa cơm, tối hôm nay ăn trên ga. Anh Bư có thể giới thiệu cho mấy anh em biết là món nào, món gì, uống gì không? Món mực. Đâu, mực này mình làm cái tép nó phớt. Mực này mình làm phong cách gì anh? À, đây là không có dầu.
đây là mình treo không đường mắm bùn ngọt được vậy hả? À coi như kho không vậy thôi hả? Thôi vậy mà nó đường với lại mắm bột ngọt mà cho nó khô khô vậy ha. Hay ha. Còn cái món này cá nóc phước. Cái gì? Cá nóc phước. Cá nóc phước. Phước phước nóc phước. Nóc phước. Nóc phước phước. Đạo á. Coi như là đặc sản ở vùng Ninh Thuận ha. Cá chát này thì ở đâu cũng có nhưng mà nóc phước hả? Dạ nóc phước. Lạ ha. Hôm nay mình ăn bữa trưa bữa tối đầu tiên ở trên tàu. Thịt ghe đi. Đấy, anh nuôi giỏi không? Đó. Ơi, mời cô bác nè. Bên này là mình bên lên nữa, hộ cho bên này là do thuyền trưởng nha. Thuyền trưởng anh Tám là câu lên nha. Đây anh đang câu đây. Đó. Bàn tay vàng trong làng quay mực. Mời lên anh. Wow, bàn tay vàng trong làng quắc mực nha. Dữ chưa? Đây nước chảy quá các bạn ơi, nước hiện tại đang chảy là 1.8 nha. 1.8 khi lên 1.9 lận. Rồi mình chưa câu cá được. Chút nữa đợi nước nó chuyển chút xíu mới câu cá được các bạn ơi. Nước chảy quá. Ở Ninh Thuận nha mấy bạn. Yo. Mày. Ở nào? Ủa? Wow. Đèn vũ trường chớp quá trời đất. Quay đầu cái nó thịt một cái. Xem. Wow, đèn vũ trường chớp luôn kìa mấy bạn ơi. Dữ. Cái con mực với lại cái cần truyền thống này đây. Nguyên một cái combo con mực này chỉ giá chắc chưa tới được 50.000 đâu. Lớn. 300 mấy con tôm là hơn 50.000 con tôm á hả? À. Tôm này có 10.000 ha. Mấy? 10.000 con tôm á. À nó con tôm hay con mỡ? Con tôm. Bộ combo cái cần nè, với lại cái ống lon nè, với lại con tôm này. Có 15 có 20.000 là tí vậy không quên à. Cái mình ướp xa chồng được không? Hết. Sao? Còn. À cái cần hen. À biết. Đủ 20 chưa tính tới ống tới cước. Sao 20? Chứ mình ớp bóng bua cái đầu mai nấu mì gói trên sàn mà nấu đâu anh câu với con mồi nào đâu. Wow, đây con này là ghi bàn tối nay nha. Wow, mực lá Vinh Hy chuyện màu này nha mấy bạn. Nó quét lừa à. Ngủ đây rồi. Wow, đây cho em coi giấy. Chụp đi. Wow, một lá nha. Ôi. Con này cả ký á chị mấy á. Đức á. Không đức.
hả? Sao đất nữa, không đất. Rồi để xuống đây. Wow. Đó, chà. Xét dùng lại ra nó to. Dũng dội ha. Ồ, nó còn chớp màu kìa. Mày thả ra đó. Thả đó cắm còn thì ống nó lờ trên sông. Trời ơi, đẹp quá ha. Con này cả ký ha. Ký. Bàn tay vàng trong làng kéo cá ở Ninh Thuận đã xuất chiêu rồi mấy bạn ơi. Các anh dự đoán con này khoảng nhiêu ký anh? Đó, lên cục chì trước rồi, lên cái thẻo. Thôi rồi. Ơi. Có video clip làm chứng mấy bạn ơi. Trời ơi. Lấy khấu được đợi. Con gáy. Em lấy dưới đợi. Lên nó chứng nhau. Miệng mật nè. Rồi mấy bạn ơi. Hiện tại đang là 4 giờ rưỡi sáng nha. Bữa ăn ở trên tàu thì nó không có theo giờ theo giấc gì hết trơn á. Mấy anh em mình đói bụng lúc nào thì sẽ ăn lúc đó thôi. Hy vọng là người ăn xong mình sẽ tới cá ăn ha. Đó. Mì này là mì gì anh? Mì coco mi. Mì coco mi tôm chua cây mà ăn với lại nguyên một cái răng mực luôn. Răng mực lá này. Wow, răng mực lá mới câu tức thì hả? À, con này ký. Wow, tuyệt vời luôn nha. Răng này. Trời ơi, nhức nách luôn. Wow. Rồi thôi mời. Rồi. Mời cả nhà. Wow. Mời cả nhà cùng ăn với mấy anh em mình nè, bữa ăn đạm bạc ở trên ghe. Đáng lý là chỉ có món mì thôi, mì với lại cải thôi. Nhưng mà hôm nay cô cậu Thương cho mấy anh em mình thêm được con mực lá ký nữa. Con này cả ký à. Cho nên là có thêm mực ở trong đó nữa. Con mực này mình sẽ làm được hai món nha các bạn. Tối hôm nay mình sẽ ăn cái phần đầu của nó với lại mì. Và ngày mai thì mấy anh em sẽ ăn sashimi nó. Wow. Giận quá. Tiếc là mấy bạn chỉ được xem cái video clip này mà không có được coi như là cái mùi của nó đó. Cái mùi tôm chua cây rất là hay ha. Tôm chua cây là... Wow. Cái này làm nhanh là mê luôn vậy. Một cái mà chắc cũng đang nhanh. Đây mới đúng là cái món mì mà coi như là họ in ở trên cái hình mà gói mì để bán cho mấy bạn đây. Vừa ngon vừa ngọt vừa giòn. Wow. Hai cục này nó mới ngon nè. Wow. Wow, mấy bạn nhìn cái tô mì của mình nè, cái chén mì của mình nè, thấy cái màu của nó đẹp không? Sảy luôn. Rồi. Đẹp luôn. Wow. Sảy luôn. Wow. Trời ơi, có cái răng mực kìa. Rồi có thua mực kìa, đã chưa? Cái giò cái đó. Cái giò cái ha. Dài lắm. Ớt là sẵn sàng luôn. Rồi. Đây là giò con. Giò con ha. Giò con mà cửa này là thấy đây con mực cỡ nào rồi. Trời ơi, cái giò con mà như thế này là biết con mực cỡ nào rồi ha. Dân nghề nhìn là biết ngay ha. Nãy nhìn cái răng mực là biết nó bự cỡ nào rồi đúng không anh? Bàn tay vàng trong làng kéo mực tại Ninh Thuận nha mấy bạn. Hey. Đó. Mực lá nấu mì, ăn nấu mì tôm ăn cải xanh. Đẹp luôn. Ơi, mời cả nhà. Wow. Dài ngon quá. Wow, đúng không? Con mực này tính ra mới có 1 tiếng đồng hồ chứ mấy. Vừa giòn vừa ngọt. Mình mới câu lên được cỡ 1 tiếng đồng hồ.